của Mỹ nè. Chị em mình á mà có người già trẻ em nè đông á đó, thì nên sắm một cái hộp như thế này mình để dành hai vật này là chủ đức hàng lâu lắm rồi giờ mới về lại nè. Cái này là xịt mũi ha cả nhà, xịt về cái vùng mũi vệ sinh vùng mũi đó, neo mẹt của Mỹ nè đó. Neo mẹt thì trong cái hộp bự như thế này nó sẽ có 250 gói muối để mà mình rửa mũi, à mình xịt rửa mũi ha. À, rồi nó sẽ có hai cái bình xịt như thế này, hai cái bình xịt ha, rồi một cái bình để thuốc xịt vô cái mũi để mà mình rửa mũi cũng ok đó. Thì trong này nó sẽ có mấy loại như vậy. Thì cái neo mẹt này á nhà hàng cũng hay xài lắm cả nhà, cứ mỗi lần mà ai mà bị cảm cúm nè, bị sổ mũi, chảy nước mũi nè đó, là dùng cái này một hai lần thôi, một hai ngày thôi là cái triệu chứng nó sẽ giảm hẳn, nhất là con nít nữa mọi người. Ở người lớn mình á thì mình còn biết thủy mũi ha, đó cái nước mũi dơ mình còn biết thủy ra, còn con nít á nhiều khi nó không biết, nó cứ hít vô rồi sau đó là nó ho, nó gây ra cái tình trạng gọi là ho cái cổ họng nó bị ngứa rất là khó chịu mọi người đó. Nên các anh chị mình tham khảo cái sản phẩm mà rửa mũi này của Mỹ nha, cực kỳ ok luôn á. Bé nhà mỗi lần á mà nó bị chảy nước mũi, nó bị cảm á, rồi nó bị đờm sổ mũi mà muốn nước xăng nước đồ nước vàng đồ là dùng cái này không á, trộm vía là nó hợp, nó chịu dùng và nó cũng mau, nó mất bệnh cũng khá là nhanh thôi cả nhà ha. Thì trong này nó sẽ có 250 gói muối, rồi hai cái bình để mình đổ vô mình xịt nè, và một cái bình thuốc xịt mũi trực tiếp luôn. Cái này nó rửa mũi sạch mũi lắm mọi người. Đây, đó hướng dẫn sử dụng cũng rất là dễ xài ha. À, mà bị dị ứng mũi nè, bị viêm mũi nè, bị viêm xoang nè, bị cảm cúm nè, bị chảy nước mũi nè, đó dùng cái sản phẩm này để mình rửa mũi khá là hợp lý nha cả nhà. Nhà hàng xài cái này cũng lâu lắm rồi mọi người, để nhà xài cũng gần hết rồi, tại vì 250 gói muối cũng khá là nhiều đó. Mua cái sản phẩm nào mà hàng sử dụng nó xa một xíu nha cả nhà, ví như cái thùng này em lấy về thì thấy nó cũng xa lắm. Hàng sử dụng của nó tới giữa năm 2027 rồi. Để dành được rất là lâu, nên nhà các anh chị em mình á mà có người già trẻ em nè đông á đó, thì nên sắm một cái hộp như thế này mình để dành, ai mà bị cảm cúm chảy nước mũi là xịt rửa vô nó cũng an toàn hiệu quả nữa đó. Tham khảo giùm em nước muối sinh lý nha mọi người, cái này gọi là nước muối sinh lý, 250 gói muối đổ nước vô xịt vô đó. Cái này em có làm một cái clip ở trên YouTube hướng dẫn sử dụng rồi, mọi người hãy lên xem giùm Hằng ha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hằng, nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip review những sản phẩm mới nha.